mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Và sau đây là nhân quả báo ứng, nhiều kiếp đầu thai làm khỉ vì tội ác khẩu. Người hay la mắng và nói điều không hay về người khác, có thể nghĩ rằng chỉ là lời nói vô hại, tuy nhiên ác khẩu gây khẩu nghiệp và cũng phải chịu quả báo không hề nhẹ. Câu chuyện Phật gia dưới đây là lời dạy chúng ta chánh tạo khẩu nghiệp để không phải nhận quả báo về sau. Tại thành cổ Xá Vệ, có một người tên Sư Chí rất tín Phật. Một ngày nọ, hay tin Đức Phật sắp qua nơi mình sống, Sư Chí bèn chuẩn bị đồ chay và chờ đến ngày Đức Phật đi qua. Gặp được Đức Phật, Sư Chí kính cẩn dâng lên đồ chay. Đức Phật nhận lấy, mở ra dùng đôi chút với đệ tử, sau đó đưa cả đoàn tăng lữ về chùa. Đi nửa đường, Đức Phật và các đệ tử của mình ngồi nghỉ dưới tán cây bên dòng sông. Bỗng dưng có một con khỉ từ đâu nhảy ra, kính cẩn xin mượn chiếc bát của Đức Phật, rồi nó chạy đi đâu đó. Một lát sau, con khỉ quay về cung kính dâng lên ngài chiếc bát đầy ong thơm ngon. Đức Phật nhận lấy bát mật và nói những lời hay về nhân quả cho khỉ nghe. Nó rất vui sướng, nhảy nhót hạnh phúc. Chẳng lâu sau, con khỉ kia chết. Nó được đầu thai làm người và thác sanh vào nhà của Sư Chí. Ngài khỉ hóa thân làm người chào đời. Mọi chén bát trong nhà của Sư Chí bỗng đều đầy ắp mật ong thơm ngon. Gia đình thấy rất lạ nên đặt tên cho đứa trẻ là Mật Sinh. Thời gian trôi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc Mật Sinh đã trưởng thành và có nguyện vọng muốn vào chùa xuất gia. Cha mẹ cậu đều rất ân ý và đưa Mật Sinh đến chùa. Mật Sinh được nhận vào trong chùa quy y nhờ công quả kiếp trước nên rất tinh tấn. Một ngày nọ, Mật Sinh cùng các tỳ kheo khác đi khất thực. Trời nắng nóng, giữa đường ai cũng mệt và khát, nhưng lại hết sạch đồ ăn và nước uống. Khi ấy, Mật Sinh bèn cầm chiếc bát, vung lên trời và hứng lấy. Chiếc bát bỗng dưng đầy ắp mật ong thơm ngon. Mật Sinh lần lượt chia mật ong cho các tỳ kheo. Trở về chùa, mọi người đều ngạc nhiên tới hỏi Đức Phật: "Thưa Đức Phật, Mật Sinh có phúc phần gì mà lúc nào cũng có thể thưởng thức mật ong thơm ngon như vậy ạ?" Đức Phật đáp: "Các con còn nhớ vài năm trước, có một con khỉ đã mượn ta chiếc bát, rồi đi lấy mật ong về dâng biếu không? Con khỉ đó có trái tim lương thiện, tấm lòng hướng Phật, nên sau đó mới đầu thai làm người, và chính là Mật Sinh đây. Vì Mật Sinh thành kính dâng Phật mật ong, nên kiếp này được hưởng phúc phần đó." Một tỳ kheo khác bèn hỏi tiếp: "Thưa Đức Phật, Mật Sinh trước đó làm gì để phải đầu thai làm khỉ vậy ạ?" Lúc ấy có rất nhiều đệ tử quay quanh, Đức Phật nhìn thọ rồi từ bi đáp: "Mật Sinh đầu thai làm kiếp súc sinh là có nguyên do. Chuyện xảy ra hơn 500 năm trước, khi ấy còn là một vị tỳ kheo, có lần nhìn thấy một đồng môn khác lưng hơi gù, đi lại không giống người, nên đã cười và chiêu chọc người này là khỉ. Tỳ kheo này đã phạm phải khẩu nghiệp, không thể tu viên mãn, vậy nên khi thác đi, phải xuống đường súc sinh đầu thai làm khỉ trong nhiều kiếp cho đến khi gặp ta." Khi Đức Phật kể xong câu chuyện, tất cả các đệ tử đều ngộ ra, không chỉ hành động mà lời nói có ác ý cũng tạo ra nghiệp, ác khẩu chính là khẩu nghiệp và người tạo ra nó phải nhận báo ứng. Bởi vậy nếu làm người, cho dù thấy bất bình bao nhiêu cũng không nên dùng lời cái nghiệp để nói người khác, khẩu nghiệp tạo ra sẽ phải tự gánh và nghiệp báo có thể rất nặng như câu chuyện của Mật Sinh. Để tránh khẩu nghiệp, con người nên có tâm nhẫn và tấm lòng bao dung. Đối với mọi sự việc trên đời, cần vị tha rộng lượng, sống như vậy mới mong tránh được khẩu nghiệp và nhận được phúc báo về sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Ha ha ha,